Ủa, mà nãy thấy cao nữa hả Hoàng Ha, mình kêu ngồi lên cái mức cái màn hình luôn, đẩy nhẹ số chiều cao làm nhục chị Diệp Hương coi. Cao mét mấy nè? Mét mấy nè? 1m85. 85 hả? Người mẫu ảnh mà, tại vì quê ở gần chùa Hương, nó cứ mỗi mùa lên chùa Hương là lội bộ lên trển là thế nào cũng cao như cái núi. Ủa chính... em sao cái chế độ tập thể dục của em nó tào lao vậy Hoàng? Ví dụ em nói gần chùa Hương mình chèo đò đưa em rồi đi chùa Hương này nọ, nó giải cái người ra cao như núi. Tự nhiên leo núi, leo núi nó mệt núi. Nó thung lại mà em nói cao như núi thì Hoàng. Gần mặt thì đen, gần đèn thì sáng, gần núi thì cao. Em bớt tập thể thao lại nha Hoàng, để người ta chỉ đạo đi nha, chứ thấy tập của em là thấy tào lao leo núi thì cao đúng không? Em đứng núi cao. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.